Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khoảng 14:30 ngày 20 tháng 4, sau khi nhậu tại nhà ở thôn Giai Sơn, ông Đoàn Châu Triệu, sinh năm 1972, con trai trưởng của cụ Đoàn Tám, sinh năm 1946, ngụ thôn Giai Sơn, lớn tiếng nói chuyện mâu thuẫn đất đai giữa mình và cha. Cụ Tám đang ở nhà bên cạnh nhà ông Triệu nghe được, cho rằng con đang chửi mình nên nhặt một viên đá ném vào sân nhà ông Triệu. Sau đó cụ Tám lấy một hung khí dài 50,2cm đi qua nhà con trai trưởng, dùng hung khí xiên ông Triệu gây thương tích ở bả vai phải. Thấy cha bị ông nội xiên, Đoàn Công Minh sinh năm 1996, con trai của ông Triệu, từ trong nhà chạy đến cầm một cây đòn gánh bằng tre dài 1,43m vụt trúng vào tay của cụ Tám, khiến hung khí trên tay cụ rơi xuống. Minh tiếp tục dùng đòn gánh vụt liên tiếp hai cái, khiến cụ Tám bị thương ở đầu. Sự việc sau đó được mẹ ruột của Minh can ngăn. Lúc này ông Đoàn Huỳnh Đượng, sinh năm 1982, em trai của ông Triệu, biết việc cha bị tấn công nên về nhà lấy một vật cứng sắc dài khoảng 80cm đến gây gổ với ông Triệu, nhưng không gây thương tích. Minh nghe chú nói, Triệu ơi, hôm nay tao cho mày nhiều đòn, và nghe người dân la lớn, thằng Triệu toi rồi, nên chạy vào bếp lấy hung khí dài 34cm, chạy ra sân gây gổ với ông Đượng. Ông Đượng cầm vật cứng sắc tấn công Minh, làm rơi hung khí. Ngay sau đó Minh cầm hung khí tấn công ông Đượng liên tiếp, bị thương nhiều chỗ nên ông Đượng bỏ chạy. Tiếp đó thấy cụ Tám đang ngồi trong sân, Minh đến đứng đối diện, cầm hung khí tấn công liên tiếp. Vừa tấn công Minh vừa nói, cũng do ông cả, ông biến khỏi cuộc đời này đi. Hậu quả cụ Tám bị thương tích tỷ lệ 44% với 17 vết thương trên người. Ngày 28 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam Đoàn Công Minh về tội sát hại người. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định hành vi của cụ Tám cầm hung khí tấn công ông Triệu gây thương tích 4%, có đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích, nhưng do bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố nên không xem xét trách nhiệm hình sự của nghi can. Hành vi của ông Đượng và Minh xô sát tấn công lẫn nhau được cơ quan điều tra xác định là cố ý gây thương tích, nhưng một bên vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, một bên có trạng thái tinh thần bị kích động mạnh nhưng tỷ lệ thương tích chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Căn cứ kết quả xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa và xem xét tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Công Minh 8 năm tù giam về tội sát hại người. Do bị hại không có yêu cầu nên án sơ thẩm không xem xét việc bồi thường dân sự. Nhà ông Triệu ở cùng thửa đất với nhà cụ Tám, ngăn cách nhau bằng một rào lưới B40. Theo lời cụ Tám, vợ chồng cụ có 5 người con, trong đó có 2 trai, 3 gái. Cách đây 5 năm, vợ cụ bị tai nạn giao thông qua đời. Cũng từ đó cụ thường xuyên đau ốm. Rồi 4 năm trước, bệnh tình trở nặng nên cụ vào bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh khám và biết mình bị biếu cổ ác tính. Nghĩ mình không sống được bao lâu nên cụ Tám quyết định chia đất cho các con. Thửa đất có diện tích hơn 1.400m2, cụ phân chia thành nhiều lô. Trong đó cụ cho con trai trưởng 6 lô để thờ phụng ông bà, người con trai út 2 lô, 3 người con gái mỗi người 1 lô, còn lại 1 lô để cụ bán chữa bệnh. Dù đã được phân chia 6 lô đất, nhưng người con trai trưởng không đồng ý và cho rằng mình phải được hưởng thêm 1 lô nữa. Do đó ông Triệu không cho cụ Tám bán lô đất để chữa bệnh. Cụ Tám cho biết, tôi chia cho nó, ông Triệu 6 lô, nhưng nó không chịu, nó đòi thêm 1 lô nữa là 7, nên tôi mới nhờ chính quyền giải quyết. Sau đó tòa án giải quyết phần của nó 6 lô, không lấy thêm 1 lô như nó đòi, nên nó bức xúc rồi thường xuyên chửi bới, nên tôi mới tức giận cầm hung khí qua nhà nó. Ông Triệu lại nói khác, theo ông Triệu, kể từ năm 1998, cha mẹ cho vợ chồng ông xây ngôi nhà ngói cấp 4 trên đất của gia đình. Năm 2015, mẹ ông mất do tai nạn giao thông, vợ chồng ông ở gần cha nên chăm sóc chạy chữa bệnh biếu cổ ác tính cho ông cụ.
Ông Triệu cho biết, cách đây khoảng 2 năm, cha tôi đòi bán đất để chữa bệnh. Anh em chúng tôi có khuyên là nên bán khu đất dãy rộng khoảng 500m², còn thửa đất gia đình giữ lại. Ba tôi gọi người ngoài bán dãy, đưa sổ đỏ cho họ. Tôi bàn với ba em gái và em trai thống nhất với cha là để các con góp tiền mua, đừng bán cho người ngoài. Cha tôi đồng ý bán cho mấy anh em tôi với giá 70 triệu đồng, chứ tôi không ngăn cản ông bán đất. Ông Triệu nói đất cha mẹ cho ông xây nhà từ năm 1998, xây phần lớn chiều ngang thửa đất. Giờ cha chia lô, không lẽ phải phá nhà để cắt chia đất cho anh em, nên ông không bằng lòng. Ông Triệu nói, ba đứa em gái tôi nói không nhận đất, cho hết phần chúng lại cho tôi. Vậy mà ba tôi không thuận. Do mâu thuẫn đất đai giữa cụ Tám và ông Triệu, nên tháng 6 năm 2019, cụ Tám khởi kiện con trai cả ra Tòa án Nhân dân huyện Tuy An. Theo quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên đương sự mà Tòa án Nhân dân huyện Tuy An ban hành ngày 13 tháng 3 năm 2020, thì trên cùng thửa đất số 47, cụ Tám được sử dụng 575,5m², còn ông Triệu sử dụng 837,8m². Tòa đã phân minh nhưng mâu thuẫn cha con chưa thể hàn gắn mà ngày càng phức tạp. Ông Triệu nói năm 2019, cụ Tám vác vật cứng sắt sang nhà ông đòi chia đất, sau đó cãi vã và gây thương tích cho vợ ông ở tay 11%. Theo ông Lượng, từ mâu thuẫn phân chia đất đai mà giữa cụ Tám và ông Triệu nhiều lần xảy ra xích mích, vụ việc sau đó đã được Tòa án Nhân dân huyện Tuy An giải quyết. Rồi do bệnh tình ngày càng nặng nên cụ Tám quyết định bán lô đất để lấy tiền chữa bệnh, nhưng ông Triệu tiếp tục không đồng ý nên mâu thuẫn giữa hai cha con trở nên trầm trọng. Đến ngày 20 tháng 4 thì xảy ra sự việc đau lòng nói trên. Còn bà Đoàn Thị Đà là em ruột ông Triệu cho biết, chắc cha tôi sai rồi, vì cha tôi hành động trước mới xảy ra sự việc vậy. Chứ từ ngày tòa chia lại đất thì xong hết rồi mà, nhà ai nhà nấy ở chứ có chửi gì đâu. Trước đây thì anh tôi có nặng lời với cha tôi, nhưng sau khi tòa chia lại, tôi dặn anh tôi rồi, cha có nói gì thì cũng nhịn. Tôi cũng hỏi thăm hàng xóm thì đâu có chửi, có điều cha tôi hơi nóng nảy vậy thôi. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, chiều 25 tháng 4 đã tiếp nhận bệnh nhân Đoàn Tám trong tình trạng chảy nhiều huyết vùng da mặt đầu. Bệnh viện xác định trên phần mặt đầu của bệnh nhân có 17 vết thương và một vết thương cẳng tay trái. Ngày 15 tháng 11 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn Ngọc Minh, sinh năm 1996, ngụ xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, 8 năm tù về tội sát hại người khi đã dùng hung khí tấn công ông nội mình liên tiếp. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.